Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin 24/7 của báo Nhân Online số 146 từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2018, gồm có những tin chính như sau. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác đào tạo nguồn nhân lực tỉnh. Tòa án Nhân dân tỉnh bổ nhiệm chánh tòa tòa hành sự và phó chánh tòa tòa kinh tế. Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập Bác bắt đầu nhận tác phẩm từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2019. Mạo danh cán bộ Sở Y tế để bán sách tài liệu. 7 công trình giao thông trọng điểm sẽ được đầu tư nâng cấp. Chìm xà lan trên sông Hậu, hai người tử vong. Trong tuần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Với phương châm hành động, một tập trung, ba khâu đột phá và xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đảm bảo sát thực tế. Từ năm 2013 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 15 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và 181 cuộc cấp xã. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các công trình kết hợp với phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố vững chắc khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biên giới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Trong tuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế và phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, được tỉnh An Giang xác định là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng. Do đó, tỉnh mong muốn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ngành hỗ trợ tỉnh làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển, quảng bá, thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch, để lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thông qua các khóa tu nghiệp sinh, thực tập sinh, tổ chức cho sinh viên An Giang thực tập các kỹ năng về nông nghiệp ở các nước có nền nông nghiệp phát triển, đồng thời tổ chức đào tạo phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho lao động nông thôn. Trong tuần, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý phòng, tòa thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh. Cụ thể, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Thái Văn Chấn, Phó Chánh tòa Tòa hành sự, giữ chức vụ Chánh tòa hành sự, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018. Đồng thời, trao quyết định điều động bổ nhiệm ông Khưu Để Dành, Thẩm phán Trung cấp Tòa án Nhân dân huyện Thoại Sơn, giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Trong tuần, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019 đã công bố thể lệ cuộc thi và bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2019. Các tác phẩm dự thi gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập thể cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực này. Trừ thể loại bài ca cổ, các thể loại khác đều phải được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng từ tháng 1 năm 2018. Ban tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2019. Dự kiến trao giải ngày 17 tháng 5 năm 2019 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Thể lệ cuộc thi được đăng chi tiết trên báo An Giang điện tử. Thời gian gần đây, Sở Y tế nhận được phản ánh của một số nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở hành nghề khám chữa bệnh về việc có đối tượng liên hệ qua điện thoại,
xưng danh là công chức Sở Y tế để bán sách tài liệu liên quan đến các văn bản pháp luật về hành nghề dược và một số loại sách khác. Sở Y tế khẳng định không có công chức nào của đơn vị thực hiện việc làm trên, bởi hàng năm, ngành y tế tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế, hộ kinh doanh dược về các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hành nghề y dược trong tỉnh. Sở Y tế đề nghị các cơ sở trong toàn tỉnh nâng cao cảnh giác. Nếu phát hiện đối tượng mạo danh, cần thông báo cho phòng y tế và công an các huyện, thị xã, thành phố biết để ngăn chặn xử lý kịp thời. Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xếp thứ tự 7 công trình giao thông trọng điểm của tỉnh để lần lượt đầu tư nâng cấp. Trong đó, cầu Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình và phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên sẽ được đầu tư nâng cấp trước tiên. Cầu Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình và phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên được thiết kế vĩnh cửu dài 128m, gồm phần cầu dành cho xe ô tô và cầu dành cho bộ hành, cảnh quan. Tổng mức đầu tư trên 186 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Các công trình được nâng cấp tiếp theo là cầu Phú Hòa, tỉnh lộ 943, cầu Duy Tân, thành phố Long Xuyên, tỉnh lộ 949, huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh lộ 946, tuyến đường Long Điền A, B, huyện Chợ Mới, tỉnh lộ 951, đoạn từ km 11 đến 15, huyện Phú Tân, tỉnh lộ 947, huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn. Trong tuần, trên sông Hậu, đoạn thuộc khu vực xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, xảy ra vụ chìm xà lan chở cát làm hai người chết. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú Nguyễn Ngọc Huynh cho biết, chiều ngày 27 tháng 10, trên xà lan có 4 người gồm Trần Thanh Triều, sinh năm 1991, Nguyễn Giang Khoanh, sinh năm 1964, ba anh Triều, Trần Thị Kim Ba, sinh năm 1990, vợ anh Triều và Trần Minh Triệu, sinh năm 2016, con anh Triều. Khi xà lan lấy lượng cát đủ tải, tháo dây nhổ neo để di chuyển thì bất ngờ bị chìm. Lúc này, ông Khoanh và anh Triều nhảy xuống sông kịp, còn chị Ba và bé Triệu bị chìm theo xà lan. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an huyện An Phú đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường, thuê thợ lặn tìm kiếm hai nạn nhân. Đến 17 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể của chị Ba và bé Triệu. Chương trình điểm tin 24/7 của báo Nhật Online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.